Những ngày qua cường độ tia UV đang tăng đáng báo động trên toàn cầu, vậy nên ra đường lúc nào mình cũng phải sử dụng và đem theo kem chống nắng Coder Sun Protection Ultra Sunblock bên mình cả. Sản phẩm có khả năng kiềm dầu rất tốt, đến cuối ngày về nhà sờ lên da vẫn thấy khô ráo, nhưng vẫn mướt mịn và căng bóng chứ không trông mất sức sống như những loại khác trên thị trường. Lại còn đến từ thương hiệu chuyên dành cho da nhạy cảm nổi tiếng nên mình yên tâm. Đôi nét về thương hiệu là sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm chuyên được sử dụng trong bệnh viện trên khắp thế giới mang tên Dermavisual DMS, được sản xuất tại Đức. Đồng sáng lập bởi tiến sĩ dược học hóa sinh Dr. Hans Lautenschlager và bác sĩ da liễu giỏi nhất tại Đức để cho ra mắt những dòng sản phẩm trị liệu và chăm sóc da hiệu quả. Và CORTSI là chữ viết tắt của Corneal Therapy, là phân khúc sản phẩm cao cấp được phân phối tại Hàn Quốc của hãng DMS. Kem chống nắng Coder Sunblock Korea có tốt không? Được nghiên cứu và kiểm nghiệm nghiêm ngặt bởi các chuyên gia da liễu và dược mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Những sản phẩm của Dermavisual được nhiều người tin tưởng chọn mặt gửi vàng, trong đó kem chống nắng Coder cũng không ngoại lệ. Kem chống nắng Coder Ultra Sunblock là một trong những sản phẩm đáng tin cậy nhất của thương hiệu DMS nhờ khả năng ưu việt trong việc bảo vệ làn da khỏi tác động của tia từ ngoài. Đồng thời chứa những dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên, cung cấp các dưỡng chất chăm sóc cho làn da trở nên tốt và trẻ đẹp hơn từng ngày. Với khả năng thẩm thấu nhanh, không để lại dầu trên da, Coder kem chống nắng có thể được sử dụng trong những ngày thời tiết nóng ẩm hay cho những bạn nữ sống xa giấy thấm dầu chẳng dễ dàng. Công dụng của Coder DMS kem chống nắng giúp bảo vệ làn da toàn diện trước những tác hại của tia UVA và UVB, hỗ trợ chăm sóc làn da, cung cấp độ ẩm cần thiết làm mờ đốm nâu và các vết thâm, để lại một làn da trắng sáng và căng bóng. Khỏe mạnh có thể được sử dụng như bước kem lót nhờ đặc tính nâng tôn da nhẹ. Coder kem chống nắng Hàn Quốc có bao nhiêu loại? Dermavisual đã ra mắt hai loại kem chống nắng khác nhau, Coder Dermo Protection Ultra Sunblock. Phiên bản này có vẻ ngoài màu trắng, sử dụng cho da dầu và da hỗn hợp thiên dầu, Coder Dermo Protection Sun Rescue Cream. Với vẻ ngoài đen huyền bí, Sun Rescue Cream được sử dụng cho da khô và da thường, đặc biệt hơn. Phiên bản này mang tính dịu nhẹ hơn rất nhiều so với dòng Ultra Sunblock ngay từ cái tên Rescue, giải cứu. Người sử dụng có thể hiểu được đây là lọ kem chống nắng được sinh ra như một vị cứu tinh cho những làn da nhạy cảm. Thành phần của kem chống nắng Coder Hàn Quốc không phải tự nhiên mà hãng công bố loại kem chống nắng này có thể sử dụng được cho những làn da nhạy cảm nhất. Đó chính là vì Coder Sunblock chứa những thành phần an toàn tuyệt đối cho da, những nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên. Điển hình như rễ cây cam thảo có tác dụng giúp loại bỏ sắc tố melanin dư thừa trong da, kiểm soát lượng dầu thừa trên da và được coi là thành phần vàng làm trắng sáng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Tinh chất vỏ cây Morus Alba, cây dâu tằm, có khả năng làm mờ các vết thâm, đốm nâu, mang lại một làn da rạng rỡ không tì vết nhờ đặc tính ngăn chặn sự phát triển của các sắc tố trên da. Chiết xuất từ quả sơ ri, có khả năng chống nắng tốt nhờ hàm lượng vitamin C cao. Chiết xuất trứng cá caviar là thành phần vốn rất nổi tiếng trên thế giới bởi trứng cá caviar chứa rất nhiều thành phần tốt cho da như protein, collagen, vitamin elastin, acid amin và các khoáng chất cần thiết cho da. Chính vì thế, không những có khả năng chống lão hóa hiệu quả mà nó còn có tác dụng phục hồi nhanh những làn da đang gặp vấn đề như da nhăn nheo, chảy xệ và trả lại vẻ đẹp từ sâu bên trong cho chị em phụ nữ. Coenzyme Q10 là hoạt chất đa năng trong ngành mỹ phẩm với vai trò như một chất chống oxy hóa. Coenzyme Q10 giúp bảo vệ lớp màng axit của các tế bào, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn và chống lão hóa tốt. Chiết xuất từ quả nho đỏ, đẩy lùi các vấn đề về da như mụn trứng cá, da bị lão hóa, làm dịu làn da bị dị ứng. Tinh chất rau má, rau má có tác dụng cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, làm chậm tốc độ lão hóa. Rau má cũng được coi như một bài thuốc tiên cho những làn da có mụn bởi rau má giúp làm xẹp những nốt mụn sưng tấy, ngăn ngừa mụn mới, trị sẹo, trị thâm cho da. Tinh chất lá cây hoa chuông có chức năng kháng viêm, thải độc cho da. Cúc la mã có tác dụng làm dịu các kích ứng của da, giảm mụn và dưỡng da căng bóng tự nhiên. Các vitamin B, C và E đem lại sức sống tươi mới, vẻ ngoài rạng rỡ cho làn da. Cách sử dụng kem chống nắng Coder Sunblock DMS. Bước 1. Rửa tay thật sạch và tiến hành rửa mặt, lau khô da mặt và sử dụng các bước theo thứ tự: nước hoa hồng, serum, kem dưỡng nếu có. Bước 2. Lấy một lượng kem chống nắng vừa đủ cho cả mặt và cổ, chấm đều lên 5 điểm trên khuôn mặt, hai bên má, cằm, trán và mũi, thoa đều tay theo chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Bước 3. Vỗ nhẹ để sản phẩm thấm đều trên da, có thể sử dụng thêm xịt khoáng sau bước này.
Nếu thường xuyên phải ra đường nhiều, để bảo vệ da toàn diện nhất, sau 2 tiếng các bạn nên reapply lại kem chống nắng cách 1. Tẩy trang và dưỡng lại từ đầu, hoặc tẩy trang và xịt khoáng, rồi thoa lớp kem chống nắng mới. Cách 2, sử dụng xịt khoáng rồi thoa lớp kem mới chồng lên lớp cũ. Cách 3, chỉ thoa thêm lớp mới. Tuy cách này là cách tiện nhất nhưng lại khiến da dễ bị bí bách gây da mụn hơn những cách còn lại. Kem chống nắng Dermo Protection Ultra Sunblock SPF 53 sử dụng cho da gì? Đây là loại kem chống nắng được hãng công bố có thể sử dụng cho mọi loại da. Kể cả những làn da khó chịu, đỏng đành nhất, những làn da đang gặp vấn đề về mụn. Hay những ai đang bị tổn thương da do kem trộn, thuốc rượu hay do điều trị da liễu, laser, phi kim. Lan Kim, Piu Da, phân biệt hàng thật giả kem chống nắng Hàn Quốc thương hiệu DMS để tránh khỏi việc mua nhầm hàng giả. Hàng kém chất lượng, cách đơn giản nhất là kiểm tra mã vạch qua app đọc mã code cũng như nhìn bằng mắt thường, sử dụng phần mềm barcode scanner và bắt đầu scan mã vạch, sau đó tiến hành đọc kết quả bằng cách kích vào chữ product search hoặc web search. Nếu sản phẩm đó hiện trên trang web thì đích thực là hàng chính hãng, còn nếu sau khi scan trên trang web không hiện lên sản phẩm thì các bạn đã mua nhầm hàng giả. Chất kem ở hàng thật sẽ xốp và mịn, sau khi apply trên da sẽ thấm nhanh, dễ tán, còn nếu mua nhầm hàng giả. Hàng kém chất lượng, rất khó tán, phải mất rất nhiều thời gian để sản phẩm tệp vào màu da. Hay để lại vệt trắng trên da, sản phẩm được DMS công bố là sẽ thấm nhanh, không gây vết dính cho da. Dù là cho da khô hay da dầu, nên nếu sau khi apply tầm 10 đến 20 phút hoặc để lâu thấy khuôn mặt bóng dầu thì 100% đó là hàng giả. Bên ngoài bao bì, hàng thật sẽ được in đậm nét, rõ ràng, không chảy sức, mất chữ, ngược lại. Bao bì trên hàng nhái mờ nhạt, những thông tin thường sẽ bị thiếu hoặc in mờ, không thấy rõ. Mua Coder kem chống nắng Hàn Quốc chính hãng ở đâu, giá bao nhiêu? Ngày nay, những loại mỹ phẩm được làm giả và bán tràn lan nhằm trục lợi từ những người tiêu dùng không cẩn thận. Như vậy, để tránh phải việc tiền mất tật mang, mọi người hãy nhớ chọn những cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm uy tín trên toàn quốc hay những cửa hàng chuyên đồ sách tay Nhật được nhiều người phản hồi tích cực. Giá của sản phẩm kem chống nắng Coder DMS Hàn Quốc có giá bán thay đổi tùy nơi bán. Tùy các dòng sản phẩm, link mua sản phẩm kem chống nắng Coder mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé, đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé!